Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Như ý cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. SBU cho biết âm mưu tấn công khủng bố ở Kyiv đã bị ngăn chặn. Cơ quan an ninh Ukraine báo cáo rằng họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố ở Kyiv dự định diễn ra vào ngày 9 tháng 5 và do tình báo quân sự GRU của Nga lên kế hoạch. Phát ngôn nhân Artem Dektyarenko của SBU cho biết, SBU đã ra tay, thủ phạm của vụ tấn công khủng bố đã bị bắt quả tang. Các bằng chứng cũng đã được thu thập. Điều này chắc chắn xác nhận dấu vết của Nga. Vụ tấn công khủng bố này được cho là nằm trong một chuỗi các kế hoạch của Nga có liên quan đến âm mưu ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cũng như nhà lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine HUR Kirilo Budano và nhà lãnh đạo SBU Vasi Maliuk vào ngày 7 tháng 5. Kyiv Post đưa tin SBU đã phá vỡ một âm mưu của cơ quan an ninh liên bang Nga, gọi tắt là FSB, trong đó mua chuộc hai đại tá trong lực lượng bảo vệ yếu nhân Ukraine. Hai người này dự kiến sẽ bắt giữ và hạ sát Tổng thống Zelensky. Bước tiếp theo, quân Nga sẽ tấn công vào Kharkiv và từ đó tiến thẳng xuống thủ đô Kyiv. Âm mưu tấn công khủng bố vừa được phanh phui, có thể là một phần trong những mắt xích của âm mưu triệt hạ chính quyền của Tổng thống Zelensky. Kyiv cho biết, Nga đã mất hơn 4.400 quân, 54 xe tăng ở Ukraine kể từ Chủ nhật. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề, Russia has lost over 4,400 troops, 54 tanks in Ukraine since Sunday, Kyiv. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Theo dữ liệu do quân đội Kyiv công bố hôm thứ Sáu, lực lượng Nga ở Ukraine đã mất 54 xe tăng và hơn 4.400 binh sĩ kể từ Chủ nhật. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng, ngoài 4.410 người thương vong, Nga còn mất 100 xe chiến đấu bọc thép, 137 hệ thống pháo và 143 máy bay không người lái trong cùng thời gian. Theo thống kê của Ukraine, Nga đã mất tổng cộng 479.710 quân kể từ khi Putin phát động cuộc tấn công vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Quân đội của Putin cũng đã mất 7.434 xe tăng, 14.313 xe chiến đấu bọc thép và 9.826 máy bay không người lái trong suốt cuộc chiến. Số liệu mới nhất của Kyiv về tổn thất của Nga được đưa ra khi lực lượng của Putin tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới mới vào vùng đông bắc Ukraine hôm thứ Sáu. Các nhà phân tích quân sự cho rằng, cuộc tấn công mới có thể báo hiệu sự khởi đầu của một chiến dịch lớn của quân đội Mạc Tư Khoa. Trong khi đó, Thiếu tướng Vasil Maliuk, nhà lãnh đạo của SBU cho rằng, cuộc tấn công vào Kharkiv là trong kế hoạch ám sát Tổng thống Zelensky. Theo kế hoạch của Nga, sau khi hai viên đại tá đã giết chết Tổng thống Zelensky, quân Nga sẽ tấn công vào Kharkiv và từ đó tiến chiếm thủ đô Kyiv đang trong tình trạng hoang mang. Phần 1 của kế hoạch này đã thất bại, nhưng vì đã chuẩn bị nên Nga vẫn cố thử thời vận. Ông cũng nghĩ rằng, có thể Nga đang theo đuổi chiêu dương đông kích Tây để cố chiếm cho được thị trấn Chasipya. Hãng thông tấn AP đưa tin, Thống đốc khu vực Kharkiv Oleg Sinyehubov cho biết, các cuộc tấn công trong đêm đã đánh trúng thành phố Vovchansk, nằm cách biên giới Nga khoảng 3 dặm. AP viết, cuộc tấn công sử dụng bom dẫn đường mạnh mẽ trên không, pháo binh, hỏa tiễn, xe tăng và súng cối, đã giết chết ít nhất một dân thường và làm bị thương 5 người khác, khiến chính quyền phải bắt đầu di tản khoảng 3.000 người. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, bộ binh Nga đã cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Kyiv gần Vovchansk, nhưng được cho là họ đã gặp phải các đơn vị dự bị của Ukraine và gánh chịu tổn thất nặng. Trong bài phát biểu hôm thứ Sáu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội của ông sẽ triển khai thêm lực lượng tới Kharkiv. Hôm nay, quân đội Nga đã cố gắng mở rộng hoạt động chống lại Ukraine. Chúng ta biết quy mô lực lượng của quân xâm lược
và thấy được kế hoạch của chúng. Binh lính của chúng tôi, pháo binh của chúng tôi, máy bay không người lái của chúng tôi đang trả đũa những kẻ xâm lược. Ông Zelensky nói, tôi biết ơn từng người lính, từng trung sĩ, từng sĩ quan đang bảo vệ các vị trí của chúng tôi theo cách tốt nhất có thể. Tổng thống nói tiếp, chúng tôi đang bổ sung thêm quân tới mặt trận Kharkiv, cả dọc theo biên giới quốc gia của chúng ta và dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Chúng ta sẽ luôn tiêu diệt những kẻ xâm lược để phá vỡ mọi ý định tấn công của Nga. Phát ngôn nhân an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby hôm thứ Sáu thừa nhận với các phóng viên rằng các cuộc tấn công ở biên giới phía đông bắc Ukraine có thể là khởi đầu của một cuộc tấn công lớn hơn. Kirby nói, chắc chắn có khả năng người Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn hơn vào Kharkiv. Điều rất thú vị và chắc chắn đáng lo ngại là giờ đây họ dường như đang chuẩn bị, ít nhất sử dụng hỏa lực tầm xa để cố gắng tấn công vào Kharkiv. Và người ta phải nghĩ rằng, bạn sẽ không làm điều đó nếu bạn không nghĩ đến một số cuộc tấn công lớn hơn trực tiếp vào thành phố. Quân đội cho biết lực lượng Nga ở tỉnh Kharkiv bị ngăn chặn, giao tranh vẫn tiếp diễn. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Military Russian Forces in Kharkiv are blast content, fighting continues. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Hôm thứ Bảy, 11 tháng 5, quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga tham gia chiến dịch tấn công mới nhắm vào tỉnh Kharkiv đã bị ngăn chặn và không tiến thêm bước nào. Phát biểu với đài truyền hình quốc gia Naza Voloshin, phát ngôn nhân của nhóm lực lượng Kostisia cho biết quân đội Mạc Tư Khoa đang bị giữ lại trong cái gọi là vùng xám, bao gồm các khu định cư biên giới nằm dọc biên giới của tỉnh này với Nga. Ông nói, đối phương bị chặn lại trong vùng xám và quân xâm lược không mở rộng ra bên ngoài được. Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 10 tháng 5 đưa tin lực lượng Nga đã phát động nỗ lực đột phá tỉnh Kharkiv. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cuối ngày hôm đó cho biết quân đội Ukraine đang chống đỡ lực lượng Nga ở hướng Lipsk và Volchansk ở phía bắc Kharkiv khi Mạc Tư Khoa triển khai bộ binh và thiết bị hạng nặng. Voloshin cho biết giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở các hướng Lipsk và Volchansk và lực lượng Ukraine đang truy lùng quân Nga mà ông cho biết đang ẩn náu trong các khu rừng. Vẫn còn phải xem liệu cuộc tấn công của Nga là một hành động hạn chế hay là khúc dạo đầu cho một cuộc tấn công lớn hơn vào chính thành phố Kharkiv. Ngày 10 tháng 5, phát ngôn nhân Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Tòa Bạch Ốc đã đánh giá khả năng sau này là có thể xảy ra. Chắc chắn có khả năng người Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn hơn vào Kharkiv, Kirby nói, trích dẫn các dấu hiệu cho thấy Nga dường như đang chuẩn bị sử dụng hỏa lực tầm xa để nhắm vào phạm vi thành phố Kharkiv. Kyiv cũng cho biết Nga có thể đạt được một số tiến bộ trong những tuần tới, nhưng khó có thể đạt được đột phá vì dòng viện trợ của Mỹ sẽ giúp Ukraine chống chọi được với các cuộc tấn công, AFP đưa tin. Kirby nói thêm rằng Washington đang làm việc suốt ngày đêm để cung cấp cho Ukraine các vật tư quốc phòng. Trong ngày qua, 1.775 thường dân ở tỉnh Kharkiv đã được di tản khỏi nhà. Trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công vào khu vực, Thống đốc Oleh Senihubo đưa tin hôm 11 tháng 5. Lực lượng Nga đã thất bại trong việc chiếm Kharkiv trong những tuần đầu tiên của cuộc xâm lược toàn diện. Mặc dù thực tế là thành phố này nằm cách biên giới Nga chưa đầy 30 km, Alexander Pinenko, chỉ huy lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine cho biết, muốn chiếm được thành phố Kharkiv, Nga sẽ cần phải mất nhiều năm. Hỏa tiễn Atakam làm nổ tung kho dầu ở Luhansk bị tạm chiếm. Tờ Kyiv Post cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Atakam's Missiles Blast Oil Depot in Occupied Luhansk. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Một số vụ nổ đã được báo cáo tại một kho dầu ở thành phố Rovenki, vùng Luhansk bị tạm chiếm vào khuya hôm thứ Sáu, ngày 10 tháng 5, rạng sáng thứ Bảy.
Các báo cáo và video sơ bộ được chia sẻ trên các kênh truyền thông xã hội từ Rovensky, nơi Nga xâm lược năm 2014, cho thấy ít nhất một hỏa tiễn đạn đạo chiến thuật M-39 Atacum mang đầu đạn chùm đã được sử dụng để tấn công cơ sở này. Nhà lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng do Mạc Tư Khoa bổ nhiệm xác nhận rằng một người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Rovensky cách tiền tuyến 115 cây số về phía đông và cách Luhansk 60 cây số về phía nam. Nếu Ukraine được xác nhận chịu trách nhiệm về vụ tấn công, thì đây sẽ là vụ mới nhất trong một loạt vụ tấn công vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu của Nga. Hôm thứ Ba ngày 7 tháng 5, thành phố Luhansk đã hứng chịu một cuộc tấn công hỏa tiễn gây ra hỏa hoạn tại một kho dầu trong phạm vi thành phố. Kênh Telegram Agence Spetsnaze, vốn ủng hộ việc Nga xâm lược Ukraine, cho rằng Luhansk đã bị trúng hỏa tiễn Atacum. Tại vùng Kaluga của Nga, sáng sớm ngày 10 tháng 5, các máy bay không người lái đã nhắm vào nhà máy Pervyzavod đang hoạt động lọc dầu, dẫn đến hỏa hoạn, theo báo cáo của thống đốc vùng Vladislav Shapsa. Pervyzavod là nhà máy lọc dầu lớn nhất ở vùng Kaluga, nằm cách biên giới Ukraine gần nhất 300 cây số và cách Mạc Tư Khoa 140 cây số. Đây là khu phức hợp chính để giải quyết khí ngưng tụ dầu và khí đốt, với công suất lọc dầu lên đến 1,2 triệu tấn mỗi năm. Tiệp đưa tướng tình báo Nga liên quan đến vụ nổ kho đạn vào danh sách truy nã. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Czechia places Russia crew general linked to ammunition depot blast on wanted list. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Chính quyền Tiệp đã đưa thiếu tướng tình báo quân sự Nga Andriy Averyanov vào danh sách truy nã của nước này, Senam Ravi, đưa tin hôm 10 tháng 5. Các nhà điều tra nước này tin rằng Averiano đã điều phối hoạt động phá hoại của Nga vào năm 2014, dẫn đến vụ nổ kho đạn ở thị trấn Bekis phía đông Tiệp, khiến hai người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng chục triệu đô la. Thông báo truy nã được đăng trên trang web của cảnh sát Tiệp cho biết lệnh truy nã được tuyên bố vào ngày 7 tháng 5. Averiano là chỉ huy của đơn vị tình báo quân đội khét tiếng 29155, có liên quan đến các hoạt động ám sát và gây bất ổn bên ngoài nước Nga. Đơn vị này cũng được cho là đứng sau vụ đầu độc cựu sĩ quan tình báo Nga Sergei Skripal và con gái ông ở Anh vào năm 2018. Cảnh sát Tiệp đã kết thúc cuộc điều tra về vụ nổ Tektis vào tuần trước, nói rằng các đặc vụ Nga phải chịu trách nhiệm về vụ phá hoại. Truyền thông đưa tin vào năm 2021 rằng số đạn dược này được cho là sẽ được chuyển đến Ukraine hoặc tới Syria, được cho là dành cho phe đối lập Syria đang chiến đấu với chế độ của Bashar al-Assad, một đồng minh của Nga. Công ty sở hữu nguồn cung cấp đã phản đối những tuyên bố này. Cơ quan điều tra Insider đưa tin vào ngày 29 tháng 4 rằng hai công dân Tiệp gốc Nga là Nikolai và Elena Sakosniko đã hỗ trợ các đặc vụ của Mạc Tư Khoa trong hoạt động này. Bộ Tổng tham mưu báo cáo Nga tấn công 8 khu vực tiền tuyến, 15 xe tăng, 40 xe thiết giáp và 55 hệ thống pháo của Nga bị phá hủy. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề General Staff Reports Russian Attacks in 8 Areas of Frontline. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv chiều thứ Bảy 11 tháng 5, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, chuẩn tướng Oleksiy Romov cho biết lực lượng Nga đã tấn công Ukraine ở 8 khu vực trên tiền tuyến trong ngày qua. Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận các báo cáo trước đó vào ngày 10 tháng 5 rằng Nga đang thực hiện các hoạt động tấn công mới ở Kharkiv, mở ra một khu vực khác của mặt trận.
Bộ Tổng tham mưu báo cáo rằng các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công ở tỉnh Kharkiv trong ngày qua. Theo chuẩn tướng Oleksiy Romov, cuộc tấn công của Nga vào khu vực Kharkiv có vẻ đã khựng lại. Ông cho biết giao tranh ác liệt nhất diễn ra ở khu vực Avdiivka của mặt trận, nơi lực lượng Ukraine đẩy lùi 24 cuộc tấn công. Tiếp theo là khu vực Bakhmut, nơi quân đội Ukraine đẩy lùi 18 cuộc tấn công. Theo báo cáo của chuẩn tướng Oleksiy Romov, trong ngày 10 tháng 5 đã xảy ra 104 trận giao chiến trên toàn mặt trận, 15 xe tăng, 40 xe thiết giáp và 55 hệ thống pháo của Nga bị phá hủy trong vòng 24 giờ qua. Ông cho biết thêm 120 khu định cư ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Kherson và Mykolaiv đã bị pháo kích tấn công và Nga đã tiến hành 108 cuộc không kích. Kyiv cho biết thuyền không người lái của Ukraine đã gây thiệt hại 500 triệu Mỹ kim cho hạm đội Nga. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Ukraine's sea drones have inflicted $500 million in damage on Russian fleet, Kyiv. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Theo ước tính của Kyiv, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạm đội hắc hải của Nga đã khiến Mạc Tư Khoa thiệt hại hàng trăm triệu Mỹ kim. Tổng cục Tình báo Ukraine, gọi tắt là HUR, hôm thứ Bảy cho biết các thuyền không người lái hàng hải Magura V-5 của Kyiv đã gây thiệt hại trị giá 500 triệu Mỹ kim cho hạm đội hải quân của Putin, là mục tiêu hàng đầu của Ukraine khi nước này nỗ lực đẩy Nga ra khỏi lãnh thổ của mình. Theo báo cáo của Kyiv Post, phát ngôn nhân của HUR Andriy Yusov nói thêm trong buổi phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Bảy rằng máy bay không người lái Magura V-5 là vũ khí chính và tốt nhất hiện có của Ukraine để nhắm vào hạm đội hắc hải. Các máy bay không người lái hàng hải đã nhiều lần được sử dụng để tấn công hải quân của Putin và những đoạn phim gần đây được các nguồn tin nhà nước Nga đăng tải cho thấy Ukraine đã điều chỉnh Magura V-5 của mình để mang hỏa tiễn đối không của Liên Xô. Yusov cho biết rằng mọi khía cạnh của máy bay không người lái Magura đang được cải tiến, bao gồm cả đầu đạn. Bình luận của HUR được đưa ra vài ngày sau khi Kyiv công bố video lực lượng của họ hạ gục các tàu đổ bộ tốc độ cao của Nga đang neo đậu tại vịnh Uska ở Crimea. Ukraine cho biết họ đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Magura. Các thuyền không người lái của Hải quân cũng được sử dụng để hạ gục tàu tuần tra mới nhất của Putin, chiếc Sergei Kotov, trong một cuộc tấn công hồi tháng 3. Theo hãng tin Union, con tàu có giá khoảng 65 triệu Mỹ kim và được chế tạo để chở thủy thủ đoàn 80 người. Ukraine trong những tháng gần đây đã tăng cường tấn công vào các mục tiêu quân sự của Nga ở bán đảo Crimea, nơi đã bị Nga sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm với Mạc Tư Khoa sẽ không kết thúc cho đến khi toàn bộ lãnh thổ, bao gồm cả Crimea, được trả lại cho Kyiv quyền kiểm soát. Ukraine đã tiến hành một cuộc bắn phá hỏa tiễn vào Crimea vào cuối tháng trước, khiến giao thông trên cầu eo biển Kerch, tuyến đường chính nối Crimea với đất liền Nga, bị đình trệ. Cây cầu là tuyến đường quan trọng để lực lượng Mạc Tư Khoa vận chuyển vật tư. Nó đã bị Ukraine tấn công 2 lần kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 10 năm 2022 và một lần nữa vào tháng 7 năm 2023. Hình ảnh vệ tinh được Bộ Quốc phòng Anh xem xét vào tháng trước cho thấy Nga rất có thể đã nâng cấp hạm đội hắc hải của mình sau các cuộc tấn công của Ukraine. Các khoản đầu tư bao gồm xây dựng hệ thống hậu cần, bảo trì và hỗ trợ của Mạc Tư Khoa cho các hệ thống vũ khí tại cơ sở Novorossiysk của nước này, nằm ngay phía đông Crimea. Các quan chức Nga cho biết
máy bay không người lái tấn công Belgrade, vùng Kursk. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Drone Strike Belgrade, Kursk Oblast, Russian Officials Say. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Các quan chức Nga tuyên bố các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào tỉnh Belgrade và Kursk của Nga vào ngày 10 tháng 5 đã làm hư hại các tòa nhà và thiết bị nông nghiệp. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không đã bắn hạ 17 quả đạn pháo của hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt Vampire do Tiệp cung cấp cho Ukraine, 13 máy bay không người lái và 5 quả bom dẫn đường trên bầu trời Belgrade. Theo thống đốc tỉnh Belgrade, Vyacheslav Glaskov, một trong những máy bay không người lái đã rơi xuống một doanh nghiệp nông nghiệp, làm hư hại 3 tòa nhà và 2 thiết bị. Thống đốc tỉnh Kursk của Nga, Roman Starovoy, cũng báo cáo rằng 12 khu định cư trong khu vực đã bị máy bay không người lái tấn công vào ngày 10 tháng 5. Một máy bay không người lái đã gây thiệt hại cho một cơ sở hạ tầng, ông nói. Nga đã báo cáo các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các khu vực biên giới của nước này trong vài tháng. Tỉnh Belgorod giáp các tỉnh Sumy, Kharkiv và Luhansk của Ukraine tuyên bố về các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn hoặc máy bay không người lái nhằm vào khu vực gần đây đã trở nên phổ biến sau khi lực lượng dân quân Nga chống Điện Cẩm Linh xâm nhập vào khu vực biên giới. Đầu tuần này, Klaskov báo cáo rằng các cuộc tấn công nhằm vào Belgrade vào ngày 6 và 9 tháng 5 đã dẫn đến thương vong cho dân thường. Quân đội Nga tấn công khu vực Kharkiv của Ukraine. Trong bài tường trình nhan đề Russian Military Attacks Ukraine's Kharkiv Region, tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho rằng Nga có thể đang nỗ lực tạo ra vùng đệm biên giới mới khi tổng công kích vào Kharkiv. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công qua biên giới Ukraine ở phía bắc Kharkiv có khả năng nhằm mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến đã diễn ra từ lâu ở phía đông và phía nam đất nước. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Ukraine đã gửi quân tiếp viện khi giao tranh xảy ra dọc biên giới Nga trong khu vực, đồng thời cho biết thêm rằng Nga đã tấn công thị trấn biên giới Volchansk bằng bom dẫn đường và pháo binh. Vào khoảng 5 giờ sáng, đối phương đã cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng tôi bằng xe thiết giáp. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Chuẩn tướng Oleksiy Romo cho biết như trên và nhấn mạnh rằng, tính đến thời điểm hiện tại, các cuộc tấn công này đã bị đẩy lùi, những trận chiến có cường độ khác nhau vẫn tiếp tục. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã chuẩn bị cho cuộc tấn công và giao chiến với đối phương bằng địa phương quân, các lữ đoàn và pháo binh. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng Nga có thể gửi thêm quân để hỗ trợ cuộc tấn công đang diễn ra. Nga đã bắt đầu một làn sóng tổng công kích mới theo hướng này, ông Zelensky nói trong cuộc họp báo ở Kyiv. Bây giờ đang có một trận chiến khốc liệt ở hướng này. Một nguồn tin quân sự cao cấp của Ukraine cho biết mục đích có thể của cuộc tấn công là tạo ra một vùng đệm dọc biên giới. Trong tháng qua, Nga đã tăng cường các hoạt động quân sự xung quanh Kharkiv, khai thác lực lượng phòng không còn hạn chế của Ukraine để tiến hành các hoạt động ném bom trong và xung quanh thành phố. Nằm cách biên giới Nga khoảng 30 km về phía nam, Kharkiv đã kháng cự mạnh mẽ cuộc xâm lược ban đầu vào mùa xuân năm 2022. Một cuộc phản công nhanh chóng của Ukraine vào tháng 9 cùng năm đã đẩy lùi lực lượng của Mạc Tư Khoa đủ xa để cho phép nhiều dân thường quay trở lại. Bản tin tình báo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh. Trong bản tin tình báo mới nhất, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã đưa ra các nhận định liên quan đến việc máy bay Nga ném bom vào các vị trí của Nga. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Có thông tin cho rằng, một chiến binh của Nga đã vô tình thả đạn FAB-500 xuống khu vực dân sự ở Belgorod, Nga vào ngày 4 tháng 5 năm 2024. Thống đốc vùng Belgorod,
Vyacheslav Lakhov xác nhận vụ nổ và thiệt hại trên đường Radobaskina, Belgorod mà không xác định nguyên nhân. 30 ngôi nhà và 10 xe hơi bị hư hại, trong đó có 5 người phải vào bệnh viện chăm sóc, cho thấy sức tàn phá của đạn dược. Đây không phải là một trường hợp riêng lẻ. Vào ngày 18 tháng 2, một chiếc FAB-250 được cho là đã được thả xuống Soloti ở khu vực Belgorod, dẫn đến việc 150 cư dân phải di tản. Các phương tiện truyền thông cho rằng những vụ xả bom đạn như vậy khá phổ biến, chỉ riêng ở khu vực Belgorod trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2024 đã có 20 quả bom bị vô tình thả xuống. Những trường hợp này cho thấy Nga tiếp tục không có khả năng sử dụng thành công đạn dược của mình vào các mục tiêu đã định. Những sai sót như vậy gây ra hậu quả tàn khốc và gây chết người cho người dân Nga. Tổng thống Zelensky cho biết những trận chiến khốc liệt diễn ra dọc theo toàn bộ tiền tuyến. Tờ Kyiv Post cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Heavy battles taking place along entire front line. Zelensky, xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu cho biết đã có những trận chiến nặng nề dọc theo toàn bộ chiến tuyến sau khi Nga tiến hành một cuộc tấn công lớn trên bộ vào phía đông bắc của đất nước. Có những trận chiến nặng nề dọc theo toàn bộ chiến tuyến, Zelensky nói trong một bài đăng trên mạng xã hội sau khi nghe báo cáo từ Tổng tư lệnh của mình. Ông nói thêm, chúng tôi đã thảo luận về các hành động phòng thủ và củng cố vị trí của mình ở khu vực Kharkiv. Trong khi đó, hôm thứ Sáu, Hoa Kỳ cho biết họ dự kiến Nga sẽ tăng cường một cuộc tấn công mới ở Ukraine, nhưng bày tỏ sự tin tưởng vào Kyiv và nghi ngờ mặt tư khoa sẽ đạt được những tiến bộ. Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết có thể Nga sẽ đạt được những tiến bộ hơn nữa trong những tuần tới, nhưng chúng tôi không cho rằng Nga có được bất kỳ đột phá lớn nào và theo thời gian, dòng viện trợ của Mỹ sẽ giúp Ukraine chống chọi với những cuộc tấn công này trong suốt năm 2024. Phát ngôn viên John Kirby nói với các phóng viên, Washington đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu Mỹ Kim cho Kyiv vài giờ sau khi cuộc tấn công bắt đầu, khi Tòa Bạch Ốc tìm cách cung cấp khí tài quân sự nhanh nhất có thể. Trong một bản ghi nhớ do Tòa Bạch Ốc công bố, Tổng thống Joe Biden đã cho phép cung cấp các vật phẩm và dịch vụ quốc phòng trị giá lên tới 400 triệu Mỹ Kim của Bộ Quốc phòng cũng như giáo dục và đào tạo quân sự để hỗ trợ Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố rằng gói hàng này chứa các khả năng cần thiết khẩn cấp bao gồm đạn phòng không, đạn pháo, vũ khí chống tăng, xe thiết giáp và đạn dược vũ khí nhỏ. Ông Blinken nói, Hoa Kỳ và Liên minh quốc tế mà chúng tôi đã tập hợp sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine để bảo vệ quyền tự do của nước này. Trong cuộc tấn công mới nhất nhằm vào các cơ sở sản xuất hoặc lưu trữ nhiên liệu của Nga, Ukraine được cho là đã sử dụng một hỏa tiễn tầm xa do Mỹ sản xuất để tấn công lãnh thổ bị Nga tạm chiếm kể từ năm 2014. Đáp lại, các công tố viên địa phương cho biết, cuộc pháo kích của Nga đã giết chết 3 người ở khu vực Kharkiv và 2 người khác ở khu vực phía đông Donetsk, một điểm nóng giao tranh khác. Thống đốc vùng Kharkiv Oleksiy Gubov cho biết, các cuộc pháo kích của đối phương từ nhiều loại vũ khí khác nhau đã gia tăng ở khu vực Kharkiv, ở khu vực phía bắc trong ngày qua. Ông nói, các tuyến đường di tản đã được phát triển từ năm 2022, cùng với một hệ thống phân phối viện trợ nhân đạo, tái định cư tạm thời. Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu Mỹ Kim cho Ukraine. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên. Trong bài tường trình nhan đề,
US to announce new $400 million military aid package for Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Hoa Kỳ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu Mỹ Kim cho Ukraine vào ngày thứ Sáu, ngay khi có vẻ như Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn ở Kharkiv. Gói viện trợ này sẽ liên quan đến việc chuyển giao vũ khí đã có trong kho của Mỹ, bao gồm hỏa tuyến Patriot mới, hỏa tuyến phòng không Stinger, xe chiến đấu Bradley, phương tiện chống mìn, hệ thống chống xe tăng Javelin và các loại đạn dược khác. Đợt hỗ trợ quân sự mới nhất diễn ra sau nhiều tháng tranh cãi về việc cấp thêm 60 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ quân sự cho Ukraine tại Quốc hội. Các nhà lập pháp đã gửi bản bổ sung về an ninh quốc gia, trong đó cũng bao gồm hỗ trợ cho Trung Đông và khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tới bàn làm việc của Tổng thống Joe Biden vào tháng trước. Chính quyền Tổng thống Biden đã đánh giá rằng Ukraine nhiều nhất là có thể giữ vững phòng tuyến của mình mà không cần viện trợ của Mỹ, nhưng có thể giành lại một số lãnh thổ bị chiếm giữ từ tay Nga sau khi nhận được vũ khí do Mỹ cung cấp. Ukraine phải đối mặt với một thử thách tàn khốc khác khi Nga hôm thứ Sáu tiến hành một cuộc tấn công trên bộ ở khu vực phía đông bắc Kharkiv. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên hôm thứ Sáu, Nga đã bắt đầu một làn sóng hành động phản công mới theo hướng này. Ukraine đã đối phó với quân xâm lược ở đó bằng địa phương quân, các lữ đoàn và pháo binh. Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố sẽ nhanh chóng gửi các đơn vị dự bị đến khu vực để giúp đẩy lùi cuộc tấn công. Vào tháng 3, Putin tuyên bố sẽ tạo ra một khu vực vệ sinh giúp bảo vệ lực lượng của ông trước các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine, đôi khi tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ có chủ quyền của Nga. Các blogger quân sự Nga cho rằng cuộc tấn công Kharkiv là một phần trong nỗ lực đã được hứa hẹn từ lâu. Mỹ đã bí mật gửi một số lượng đáng kể hệ thống hỏa tiễn chiến thuật quân đội tầm xa tới Ukraine vào tháng 4, trong đó Kyiv đã sử dụng loại vũ khí này ít nhất 2 lần trước khi việc chuyển giao được công khai. Việc giao hàng đó diễn ra sau việc cung cấp hỏa tiễn tầm xa tương tự từ Vương quốc Anh và Pháp cho Ukraine. Trong chuyến thăm Washington hôm thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố chính phủ của ông sẽ gửi thêm 3 hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao tới Ukraine. Chúng đến từ kho dự trữ của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ và sẽ được chúng tôi thanh toán, ông nói sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Ukraine có 20 hệ thống có thể phóng hệ thống hỏa tiễn chiến thuật quân đội tầm xa và các loại đạn chính xác khác, nhưng đã mất một số hệ thống do hỏa lực của Nga trong những tháng gần đây. Đô đốc Anthony Radakin, tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Anh, nói với các phóng viên ở Washington hôm thứ Năm rằng đến tháng 6, Nga sẽ mất 500.000 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương ở Ukraine, và rằng mặc dù mất một số lãnh thổ trong năm nay, Kyiv vẫn giữ được thế thượng phong về mặt chiến lược và bây giờ họ có nhiều viện trợ quân sự hơn từ Mỹ và các đồng minh. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.